Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp nhẫn tóc cần mét này các bạn. Thì chương trình góp này còn 4 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở cái link form ra cho các bạn. Sau đó các bạn điền nam và email mình vào. Nếu nó yêu cầu mà mời thì các bạn điền giúp mình anh 4 số 1 nha các bạn. Còn có yêu cầu mà mời thôi nha các bạn. Rồi bấm enter nha các bạn. Rồi sẽ có một email gửi về cho các bạn. Các bạn mở email các bạn. Con này được chạy trên nền tảng của Avalanche nha các bạn. Gửi email 3097. Các bạn dán vào đây nha các bạn. 3097. Rồi bấm confirm nha các bạn. Rồi, thì chương trình drop này nó chỉ có 1000 winner may mắn thôi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào visit website của nó nè các bạn. Tại ơi sao lâu quá. Rồi các bạn xem có website nữa thôi các bạn. Không có gì trơn, đây dự án farm min thôi. Rồi tiếp tục follow tại Twitter nữa các bạn. Rồi xin tại Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên. Rồi mình nhận tới 15.000 tóc càng mét rồi. Rồi các bạn mình đắp ra đi các bạn. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn nha các bạn. Cộng win vn nè chín. Rồi tiếp tục các bạn retweet các bạn. Nhấp vào đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tweet. Tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Tweet lên. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn submit khi đường link tweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter cho các bạn ra đây các bạn. Bên các bạn nó ta nhấp cho một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn ra tweet nè. Rồi các bạn sao chép liên kết gửi lại link form này nè. Rồi các bạn bấm đây nha các bạn. Trời ơi nó kêu mình tự quyết chứ. Tiếp tục các bạn dán cái link tự quyết và tăng 5 người bạn hồi nãy nha các bạn. Mình tự quyết. Rồi các bạn bấm đăng test thôi nha các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái bài các bạn tăng 5 người bạn nãy nè. Rồi bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Telegram nó nè các bạn. Rồi trên kênh Telegram bạn join sao các bạn. Và các bạn chờ nó có lướt cấp trang các bạn. Rồi các bạn bấm vào click Hambot nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh IDUP 6 đi các bạn. Đây dự án nó mới phát triển đó các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn nhấp 3 cánh cùng nè. Vào setting copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây. Rồi các bạn bấm I have join channel nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join sao Discord nè. Rồi trên Discord thì bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Trên Discord các bạn chat một câu đi nha các bạn. Câu gì cũng được chứ các bạn. Verify chúng ta. Admin luôn. Verify server. Rồi sau đó thì các bạn bắt đắp ra đi nha các bạn. Các bạn copy username Discord mình với cái avatar mình đó, các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào join Verify nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn submit địa chỉ với Polygon Matrix của các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với trên với NH các bạn nha các bạn.
bạn copy địa chỉ Avalanche của mình, hoặc có thể copy địa chỉ ETH trên chocolate tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify, sau đó các bạn visit website cái nữa nha các bạn. Xin rep thì bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi đây dán không có ghép chân bạn. Rồi và vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.